khó hơn cuộc sống trong xã hội. Hát ru Bình Định được thể hiện qua nghệ thuật đặc sắc là nó dựa trên cái thơ lục bát và lục bát hữu thể, được sáng tạo từ những bài ca dao có sẵn và được sử dụng nhiều thể văn chương tinh tế. Hát ru Bình Định có ý nghĩa và tác dụng là hát ru không chỉ đơn thuần là để ru cho trẻ nhỏ cổ. Như chúng ta đã biết, hát ru là giúp cho trẻ nhỏ nhanh chóng thi vào giấc ngủ. Nhưng nếu chỉ là một việc như vậy thì tại sao mà người ru là phải thêm nhiều nội dung, nhiều chủ đề vào lời ru của mình? Trong thực tế cho ta thấy, mẹ ru cháu, mẹ ru con và ru cháu, lời ru này nó như là một ý nghĩa về nhu cầu sinh hoạt văn hóa. Người ru, một lời ru để bày tỏ tình cảm, hy vọng và gửi gắm những tâm tình, những lời giáo huấn đến những người xung quanh và ngay cả chính bản thân mình. Và cuối cùng là thử thách ru và ru học là nhằm để giúp cho các em có thêm nguyên liệu để học tập trong âm nhạc và môn văn học địa phương, góp phần lưu giữ và sự văn hóa đặc sắc của quê hương mình. Đưa hát ru và trường học là nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa địa phương, tuyên truyền với mọi người về hát ru nói riêng, hát dân ca nói chung, tự hào thi tại